Đây được gọi là những cái bài văn cảnh sách. Cảnh sách tức là để nhắc nhở, để sách tấn người, người tu hành. Người tu hành thì tôi xin nhắc lại chúng là cái cảnh sách nó rất là cần. Tôi nói ví dụ như mỗi bữa chiều mà thầy công phu nào rồi cũng có tụng cái bài thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy dạ như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đưa cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đã niệm vô thường thận hoặc thông vật. Từ khi mà làm tiểu, làm chú tiểu, làm điệu, cho tới là làm đại lão hòa thượng, ở trong chùa thì là ngày nào cũng có đọc cái bài cảnh sách như vậy. Dường như cá cạn ở ao mà khổ thêm thời, thấy chỗ nào vui đâu, tấm thân mỏng mạnh không lường, nay còn mai mất phải lo cái phương để mà trở về. Tức là mình phải tìm coi cái đường để mà mình trở về. Chứ cái con người thì nay còn. Và cái văn này đây là cũng là cảnh sách này. Cảnh sách và những người mà học mà có cái quá trình học đạo là đều phải thuộc hết thôi. Mà tôi đề nghị đại chúng là thuộc cái bài minh này, để rồi các vị đi đâu mà ngồi đâu ở đâu cũng có thể đọc được, giống như là đọc bài cảnh sách mà tôi vừa đọc hàng ngày nội đây trong lúc ai cũng thuộc hết. Nguyễn Thanh mộng trạch không trung vật sắc, chắc lại cái lần của họ tôi nói cái thân này nó là huyễn. Người tu hành phải thấy cái thân là huyễn, điều đó nó là cái giáo lý căn bản của đạo Phật này. Thấy được cái thân này, cái tính chất quyến của cái thân này thì mình mới có thể nhẹ bớt và có thể mới là tiêu diệt được cái ý điểm chấp ngã của con người. Nhận thức được phân tích thì tư duy thì nhận thức được đó là huyễn, thì từ từ mình diệt đi cái bản ngã và cuối cùng mà thành tựu được đạo quả là phải xóa bỏ cái bản ngã mà thôi. Do vậy cho nên người tu hành phải thấy là cái thân là huyễn, vì nó là duyên sanh, mà đã là duyên sanh thì như huyễn. Cho này cho tôi nên là không qua thù chân rồi. Là tôi nhân đây tôi cũng nhắc lại chúng các vị để ý đạo Phật á, có nhiều cái pháp môn tu hành. Người thì nó có thể thích hợp với pháp môn này, người thì nó hợp với pháp môn khác. Mà pháp môn nào mà nếu mà mình học cho kỹ rồi mình tu đúng mà đều có lợi hết.
Nhưng mà có một thời gian gần đây thì có những cái tư tưởng mà người ta dường như là ở thế gian người ta làm kinh tế thị trường, tức là tự do cạnh tranh. Rồi tôn giáo nó dường như cũng tôn giáo nó đi cái chiều hướng tự do cạnh tranh giống như là thị trường vậy. Do vậy mà ta có bác qua bác lại. Ví dụ như thiền tôn thì ta bác tịnh độ, chê tịnh độ. Tịnh độ thì chê mật, mật thì chê luật. Để là có những cái lời mà nó không có hòa hợp nhau, mà nó có cái vẻ hơi công kích dù là nhẹ, mà điều đó có. Thì gần đây á là ta xiển dương cái thiền tông, có cái phái là xiển dương thiền tông, còn các cái tông khác coi như là xem nhẹ hoặc là bị công kích. Thế thì tôi nói đại chúng này nè, tôi nói ví dụ nè, cái câu của ta học đây nhé: nguyễn thân mộng trạch không trung vật sắc. Nếu như ta học cái câu này mà ta y theo cái lời giải này mà ta tu thì ta trở thành là người vừa tu thiền rồi. Mà tối nay ta tụng kinh A Di Đà, ta niệm Phật cũng không có sao hết. Hoặc là ta quán về Duy Thức Tông, ta quán về biến cái chấp y ta khởi viên thành thật, để ta thấy được cái thực chất của giảng pháp. Ta không đam mê luyến ái nó thì ta cũng vẫn là thiện như thường. Tối nay ta tụng kinh A Di Đà, ta niệm Phật mà ta vẫn là không rời. Học cái bài kinh này, quyển thân mộng trật không trung vật sắc, dạy rằng, kinh dạy rằng là cái người hành giả, tức là cái người tu hành phải tư duy, phải quán chiếu thấy cái thân này nó là huyễn. Mà nếu mà mình để tâm mình tư duy, mình quán chiếu mà thấy cái thân này, cái thân tứ đại ngũ uẩn này là huyễn, tức là mình thành tựu được cái như huyễn tâm ma đề, tức là thiền rồi đó. Mà tôi xin nhắc đại chúng là cái môn mà thiền định cao nhất trong các thứ thiền là cái môn thiền định như huyễn tâm ma đề. Còn các cái thứ thiền khác là thiền đối trị. Tôi nói ví dụ như giờ các vị học tu thiền về quán thân bất tịnh gì, tức là dựa theo tứ đế mà tu thiền. Quán thân bất tịnh thì cái người đó, tại vì là cái người đó thấy rằng là cái thân quyến này nó chưa thấy là quyến, ta thấy nó là thiệt, ta thấy nó là thật có. Do vậy cho nên là ta trao chia, ta bồi bổ, ta tưng tiêu, ta quý trọng cái thân quá. Mà nếu mà tưng tiêu mà bồi bổ mà quý trọng cái thân, rồi tìm cái ngon cái bỏ để ăn cho nó bỏ, rồi hở chút xíu là nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột, hở chút xíu là sợ bệnh, bệnh này bệnh nọ, sợ quá sức đi, tại vì cưng giữ cái thân quá mà. Thế thì những người đó mà muốn tu thì phải quán thân bất tịnh. Do vậy cho nên cái phương mà thiền định mà tu bằng quán thân bất tịnh là để đối trị với cái người mà quá tôn trọng cái thân huyễn, không thấy nó là huyễn. Thế thì là quán thân bất tịnh cũng là một môn thiền. Nhưng mà thiền đó ta gọi là thiền đối trị chứ chưa phải là cứu cánh của thiền đâu. Người khác ta không có đam mê, ta không có lưu luyến, ta không quan trọng quá cái thân, thì cái môn quán thân bất tịnh đó, quán nó không có lợi ích gì hết. Không cần thiết cho cái người mà ta không có nặng về chấp ngã, chấp thân. Vóc bào ảnh, cái người tu hành ta thấy cái thân bào ảnh rồi gọi là vóc bào ảnh. Vóc là hình vóc, vóc bào ảnh lắm người yêu tiếc.
yêu thiết thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui giận là nhân chắc sầu. Thế thì cái người mà nó chiều chuộng cái thân này quá thì quán thân bất tịnh có lợi. Trái lại cái người ta không có đam mê cái thân, ta không chiều chuộng thân thì cái môn đó không cần. Cái môn quán thọ thì khổ, cũng là môn thiền định đấy. Nhưng mà có người nếu mà ta thành tựu được cái, ta thấy được là cái tính chất mà như huyễn tâm đề rồi, là cái thọ người ta không cần, không còn nặng nữa. Thọ đây là mình tiếp thu, tiếp nhận những cái, ví dụ như ta khen, ta khen mà mình ham thì người ta cứ ta tìm cách ta khen để ta lợi dụng cái sức, cái sức mà là ham khen của mình đó. Ta nhử bằng cái danh, mình ham khen tức là mình thích danh mà, thì ta nhử mình bằng cái danh, ta câu mình bằng cái miếng mồi danh, ta lấy cái bả công danh ra ta nhử mình. Còn người nào mà ham về giàu có tiền bạc sự nghiệp thì người ta lấy cái mồi phú quý người ta nhử mình. Mình thọ, mình ham phú quý tức là mình thọ, mình thích về cái giàu sang phú quý thì ta lấy cái mồi phú quý ta nhử mình. Mình sẽ chết vì cái sự nghiệp, vì cái giàu sang. Nam danh thì ta lấy cái mồi công danh ta nhử mình. Thế thì mồi phú quý nó nhữ làng sa mã mà bá vinh hoa nó lừa gã công khanh. Nhất Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Cuối cùng rồi thì cái mồi phú quý cái bá công danh nó chẳng làm được cái gì cho đời mình, cho sung sướng an lạc gì hết. Mà mình chạy theo cái mồi đó, chạy theo cái bá công danh, cái mồi phú quý đó. Thế thì là cái người đó đó, cái người mà có ham cái mồi phú quý, cái bả vinh hoa đó, cái người mà bị nó lừa gã công khanh đó, mình ham cái công khanh, cái địa vị đó mà bị cái mồi phú quý bả vinh hoa nó lừa, thế thì cái người đó tu quán thọ thì khổ thì có hữu ích. Thọ cái mồi phú quý, thọ cái bả vinh hoa, thọ cái khen cái chê, thọ cái tốt cái xấu, thọ cái tốt cái khen, cái giàu có cái đẹp, thế thì người đó quán thọ thì khổ thì có lợi. Còn người không có cái tánh mà ở đó thì quán thọ thì khổ là cái pháp đối trị, nó chỉ đối trị cái người mà có chạy theo cái mồi phú quý cái bãi vinh hoa đó mà thôi, chứ người khác là quán cái đó không có lợi. Vì vậy cho nên quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã gì đó, đại để là cái quán pháp của tiểu thừa tu thiền. Cái đó thì gọi là thiền đối trị. Còn cái này nè, cái câu mà quyến thân mộng cảnh không trung vật sắc này nè, mà học nó mà tu cho kỹ đó là các vị vị giác định sư, ông dùng cái câu tôi rất là đam mê, đam mê cái câu đó là đáng bắt bổn mát sầu mạng, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyện, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi thân chúng bất kiệt. Đáng đắc bổn mát sâu mà, như tịnh lưu lâu lưu ly hàm bảo nguyện. Mình tu cái như nguyễn tâm a đề đó, tức là mình ôm được gốc rễ nè, cần ôm gốc không quan tâm chỉ cần ngọn, gốc mà vững rồi cần ngọn tự nó sẽ sung xê như châu kim cương, để ánh trăng nó thâu hết ánh trăng vàng, trăng sáng dằn dặc hay là sáng mơ màng đều là cái châu nó thâu gọn ở trong cái châu lưu ly, trong cái ngọc lưu ly, ngọc kim cương ấy, nó thâu trọn vẹn hết. Cho nên là quyển thân mộng trạch không trung vật sắc là tổ quy sơ gì
đề nghị với đại chúng, với mọi người là nên tu như huyễn tâm ma đề, để thấy cái thân này là huyễn, nó như là qua đất giữa hư không, nó như là nhà cửa cánh vật trong chim bao vậy. Thấy được cái tính chất huyễn thân, huyễn thân mà thấy được rồi thì tất nhiên là sẽ thấy được huyễn tâm. Bởi vì tâm là nó thuộc về cái phần tâm sở, tâm sở hữu pháp của thân, nó là cái công dụng biểu lộ của thân. Thế thì thấy được cái bản chất quyển thân rồi thì cũng tư duy quán chiếu rồi sẽ thấy được cái quyển tâm. Thấy quyển tâm là như thế nào? Ví dụ như yêu, người ta có thể yêu đau khổ, vì yêu mà ta đau khổ, có thể vì yêu mà ta tự tử, có thể vì yêu mà ta cho ta hạnh phúc. Thế thì là cái yêu cái thương đó thấy rằng hạnh phúc, cái hạnh phúc đó không bao giờ mình giữ nó lại một cách chắc chắn cụ thể gì được, vì nó là huyễn cho nên nó sẽ tan biến không biết lúc nào. Đó là sự thật của cuộc đời này. Trên đời nghĩa là người ta khó mà giữ được hạnh phúc. Người ta có thể có hạnh phúc, hạnh phúc được 5 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hoặc 1, 2, 3 năm gì đó. Có người hạnh phúc được hạnh phúc tương đối thôi, chứ chưa phải tuyệt đối đâu. Hạnh phúc tương đối thôi mà hôm nay tôi đọc tờ báo có hai ông bà 60 tuổi rồi mà bây giờ đề nghị xin ly dị ngay tức khắc, chịu hết nổi rồi. Họ bằng đầu gặp nhau trong kháng chiến, thân yêu nhau lắm, đồng cam cộng khổ, sinh tử có nhau. Giờ ra ngoài này thì bà thì làm được cái địa vị cán bộ mà có tiền khá hơn, và ông thì cũng tất nhiên có công trong kháng chiến mà làm việc cũng có tiền, nhưng mà tiền ít hơn, được vài ba mặt con rồi. Nhưng mà rồi từ từ rồi cái này ông nhớ cái lúc đó bánh này là ông có nhiêu ông không có đem về, ông không có hết cá độ rồi chơi thua hết, ăn nhậu hết không đem về, lại còn đòi cái tiền của bà có nhiêu ra đưa tôi ta. Thế thì là bà vợ chịu hết nổi. Đó rồi là cái tình đồng chí mà vừa là tình phu thê mà vừa là tình ái ân nữa, chị mình 60 tuổi không giữ được hạnh phúc. Mới đọc tờ báo thôi. Thế thì đó chẳng phải quyến tâm là gì? Nếu như cái tâm mà nó không phải quyến là nó phải thương hoài, yêu hoài chứ. Nhưng mà hai ông bà này còn giữ được mấy mươi năm, chứ còn có người có 3 tháng, có người 6 tháng. Do vậy cho nên từ tư duy quán chiếu thấy được quyển thâm ngũ quyển phụ hương không khứ lai, cái văn này nó là như là mây tụ tán đến đi tan hợp không có bền chắc. Thế thì là thân thấy được cái chất quyển của thân rồi thì từ từ đi tới cái chỗ thấy được cái tính chất của tâm cũng quyển như vậy, gọi là quyển thân, quyển tâm. Mà thân tâm mà đã thấy quyển rồi đó thì dạy gì mà đam mê cái cảnh chứ, đam mê cái quyển cảnh. Thân tâm này mà coi thường nó rồi, nghĩa là ngày nay sống cũng được, mai chết cũng được, mốt chết cũng được, không hề sợ gì, đó là quyển mà. Dạy gì mà đau khổ gì cái chùa này. Cái chùa này giá trị nó 30 năm tồn tại, 30 năm nữa, mà mình đau khổ nó là chi? Trong khi là quyển thân, quyển tâm mình là một vài năm nữa, hoặc là chiều, hoặc là mai không chừng. Thế thì cái giải ngu gì mà lo là hết rồi, cái xi măng cốc sắt này còn chắc quá mà giờ mình chết vậy, uổng. Mình đâu có ngu vậy nữa. Thế thì là từ nó thấy được cái tánh quyển thân mộng trạch không trong vật sắc này, thấy được quyển thân, thấy được quyển tâm, thấy được quyển cảnh. Từ đó mà nhẹ xìu ra coi như không có tu gì hết, mà tu rất là dữ. Đi bình thường, đứng bình thường, gặp cái gì cười thoải mái, không có cần một miếng gì hết. Vui là cười à, cười kha 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 cũng được,
Tại vì cuộc đời có gì đâu quan trọng, có gì quan trọng hết thì chuyện gì mà phải bấm đếm ai, mà ai khen cái bấm đếm mình để mình được cái gì. Ở trên này nó thích là cái cười này, để là tôi nói cho nó nghe. Cho nên là cái gì quyến tâm ở đây là cái tôi nghiên cứu mấy mười năm và tìm tòi, bây giờ tôi mới thấy được cái gốc, cần ôm gốc chứ không quan tâm cành ngọn. Cành ngọn là đúng như là cũng được thôi, có cành ngọn là tự hại, có gốc thì tự nhiên, thì đương nhiên là nó có cành ngọn hả. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sung sê, giống như là ngọc kim cương mà để cho trăng dậy nó sẽ thấu hết ánh trăng vàng, sắc vàng da cái sắc mơ màng, cái ngọc kim cương này nó thấu trọn vẹn. Cho nên giờ là nhân cái mùa an cư này, học thì phải học lâu dài, chứ không phải học ở trong 3 tháng thôi. Nhưng mà bây giờ là có những vị ta đã làm trụ trì, ta ở cái địa vị, cái vai trò, ta không có học lâu dài được, không học 5, 7 năm, 10 năm được, thì bây giờ mùa an cư này cũng là một cơ hội để cảnh sức để tham gia học. Thế thì tôi đề nghị những cái bài cảnh sức này mình nên tư duy cho sâu, vẫn được lợi ích rất lớn. Cho nên là người ta chiếm dương cái thiền định nào đó, người ta đánh đổ tịnh độ, người ta đánh đổ Di Đức Tôn, người ta đánh đổ Mật Tôn gì đó, đánh đổ Luật Tôn gì đó, đừng thèm nói, đừng thèm nói cái đó. Mình học bữa nào cũng có thiền hết trọi trên. Tôi nói như vậy để khỏi đứng núi này trong núi nọ đó nha. Có người ngồi đây nè, vậy mà mong tưởng rằng ít bữa tôi sẽ đai cương bầu nước, tôi sẽ đi kiếm chỗ tôi thiền đó, để tôi chứng nói cái đó trật rồi. Câu kinh này có thiền không? Nãy giờ nghe có thiền không? Thiền đó chứ. Phải tư duy để quán chiếu bằng cái nhận thức của mình, chứ còn mình mà không biết thiền thì đi đâu cũng không có thiền hết. Nếu mình là con sâu đo thì bắt thải lên cái bông nào cũng đều không có mệt, tại vì mình không phải là cái loại ăn mật. Cho nên thả qua cái bông này, thả qua bông kia, thả bông nào, thả kinh tùm lum mà không có mệt, vì mình không phải là ông. Trong khi con ông nó là ăn cái chất mật, cho nên là cách 40 cái số mà nó biết ở đây có cái cây, có hoa, có mật, nó bay lại đây nó ăn, bay lại đây hấp mật đem về nuôi con, bởi hấp mật rồi đem về là tích lũy để nuôi con. Còn sau đó là ở trong cái bông đầy mật, con này ăn hết nhánh này qua nhánh kia qua bông nọ mà không hề biết có mật, là tại vì nó là sau đó, vì nó không phải là cái loại biết thưởng thức cái vị ngọt của mật, cho nên nó không thấy mật, chứ không phải bông nào đó không có mật. Cho nên là để ý mà học, mà tư duy mà tu, mình không có đứng núi này trong núi nọ, không có thả mồi bắt bóc. Thả mồi bắt bóc là gầy tương lai trong bãi cát khô khan, không được gì đâu. Muốn tu thiền là nghe từng câu một là đủ sức để cho mình thiền. Mà như tôi nói là tôi dùng ý giới thiệu là cái gì quyển tâm mà này là ôm gốc. Cái câu quyển thân mộng tịch không trung vật sắc, đó là như quyển tâm mà này. Thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác như quyển tâm mà này đơn chỉ siêu vô học. Đây là pháp môn tu cao sâu. Học cái giáo lý này mà tu rồi giống như là sen ở trong bùn mà không bị nhiễm ô, bởi vì nhiễm ô màu sắc và hương thơm của sen. Tu như quyển tâm ma đề là nó là kim cang vương, nó là vua, nó là chất thép của vua của tất cả các chất thép. Thành tựu như quyển tâm ma đề là khả bóng tay vậy, là vượt qua hàng vô học, tức là vượt qua cái quả vị A-la-hán một cách dễ dàng. Vô học là chỉ cho những bậc A-la-hán, mà khải móng tay đơn chỉ siêu vô học, khải móng tay là vượt qua hàng vô học.
mà muốn như vậy, thân mà nó đã quyện rồi thì tâm cũng quyện, cảnh cũng quyện. Mà quyển của đạo Phật nha, nhớ, nói là quyển chứ không phải là không có. Nó là quyển chứ nó không phải là không có. Ví dụ như là hình trên cinema, hình trên màn ảnh nhỏ của TV, nó nói, nó cười, nó đi, nó đứng, nó khóc, nó hát, nó ca, đòn đó. Mình cầm nắm là má, nắm bắt họ không được. Nhưng mà không phải họ cũng có chứ. Những bản nhạc nào mà êm đềm hoặc là lâm ly, người ta có thể vì đó, cái huyễn ảnh đó mà người ta có thể khóc. Những cái nào mà có duyên dáng, làm cho người ta vui, người ta cười, người ta thích. À, do vậy cho nên huyễn nó không phải thật có, chứ không phải là hoàn toàn không. Nhưng mà vì cầm nắm rồi mó, nắm bắt nó không được, cho nên nó là không. Vì đó là huyễn. Cho nên cái tập nhìn đời bằng huyễn. Huyễn như mộng, như bào, như ảnh, như lộ. Có mộng phải thật có. Không phải là có, nhưng không phải hoàn toàn không. Nhận thức được như vậy rồi là thành tựu như huyễn tâm ma đề đó. Sống nhẹ nhàng lắm, sống thoải mái, sống tự tại. Đó là mình nói trên cái đường tu, trên cái lúc tu nhân, chứ mà tu mà hoàn thành trọn vẹn rồi là an lành trọn vẹn. Còn mình chưa được an lành trọn vẹn thì trên cái đường tu của mình thì ít ra mình cũng thọ dụng được cái an lạc. Cái giải thoát đó nó nhiều mà cái phiền não ưu tư nó ít. Được vậy cũng đã là thành công từng bước rồi. Tiền tế vô cùng hậu tế nhân khách. Câu thứ hai, tức là học cái câu này là phải để đừng có sợ. Đừng có sợ ta chết rồi, ta mất. Không có mất. Nghĩa là ta sanh diệt, diệt sanh vô cùng, vô cực. Đấy, đừng có sợ. Kể cả Phật tử tại gia cũng đừng có sợ. Không bao giờ mất. Nếu các vị bằng lòng học theo giáo lý của đạo Phật lề thì phải tin rằng chết không bao giờ mất. Mọi người đệ tử Phật đều phải nhận thức cho kỳ được cái chân lý đó. Mà đây rồi nè, Tổ Nguy Sơn thì gọi là tiền tế vô cùng hậu tế nên khắc. Từ trước tới nay ta tìm cái đầu mối ta có từ lúc nào, ta không tìm ra được đâu. Mình gọi là vô thủy. Rồi từ đây cho về sau ta tìm ra ta sanh diệt, diệt sanh tới lúc nào ta ngừng cũng không được đâu. Cái đó gọi là vô chung. Ở đây thì gọi tiền tế vô cùng, hậu tế nên cắt. Thời gian trước không có đầu mối, thời gian sau cũng không có cái điểm cuối cùng. Phải hiểu như vậy. Bởi vì tất cả sự vật hiện tượng duyên sanh trong cái bản thể bất sanh bất diệt đều là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Lúc nào nó cũng vô, nó chuyển biến theo cái quy luật vô thường. Vô thường là một chân lý, cho nên hãy có sanh thì có diệt, mà diệt để rồi lại sanh. Sanh diệt diệt vô cùng vô cực, không có cái nào mất hết. Kể cả khí thải của xe đây này, dầu xăng là đốt ra, xe máy nổ ra đây mà là ta còn thâu lại được bao nhiêu chì trong đó, bao nhiêu carbonic, bao nhiêu CO2, gì trong đó, ta thâu mấy chục cái thứ khí độc ở trong cái khói thải của xe hơi, của xe gắn máy. Thế thì khoa học người ta phát minh ra những cái điều đó. Thì hợp với cái chân lý của đạo Phật thì mình thấy rằng là sự vật hiện tượng không hề có cái gì mất.
mình thấy như cái lít xăng nó cháy ra khói tiêu hết rồi chứ gì, không, nó biến dạng nó ra cái khác. Mà biến dạng đó thì gọi là hóa học, vật lý học, nó khi mà nó biến dạng nó chuyển đổi rồi nó thành hóa học. Dân này nó chuyển qua một vật khác, nó thành một vật khác, rồi cái mặt khác đó nó chuyển ra nữa thì nó thành ra mặt khác nữa, nó cứ như thế mà nó chuyển và vòng tròn lại, thì cái là đủ duyên thì nó hội tụ lại cái cũ như ban đầu, không có cái nào mất hết, gọi là hóa học. Học về môn hóa học, cả tiền nó thấy không có cái nào bỏ hết, và không có cái nào tới đâu là ngừng hết rồi. Cái chất nguyên tử đầu tiên uranium làm nguyên tử, rồi ta lấy cái chất đó rồi làm ra còn cái thải của nguyên tử dẫn ra làm thứ nguyên tử khác, rồi cái thải của nguyên tử khác lại làm ra thứ nguyên tử khác, thứ chất độc khác, cứ như thế mà làm hoài không có cái nào bỏ. Dầu lửa bơm mà dưới biển lên này cũng vậy, lấy dầu thô thì dầu thô là lắc ra, nghe là lọc ra là bao nhiêu chất phá sản khác, trong đó kể cả cái chất mà dầu lửa mà lại có cái chất mà để làm ra là quần áo để mà mặc nữa cơ, phần phá sản của dầu lửa nữa cơ, rồi những cái rổ rồi là mình nhựa rồi là mình xài này cũng là cái loại phá sản của dầu lửa. Rồi cái rổ, cái nhựa hay quần áo này hư rồi là tan đi, nó thành ra một cái chất khác, không có gì mà. Sự vật đã thế thì chúng ta cũng là một vật chất, một dạng vật chất trong vô vàn của sự vật kia. Tại sao chúng ta lại mất được? Không có mất được. Đấy, học cái đó mới là sướng. Ta tắt bóng đèn này, ta thấy bóng đèn này hết sáng, không có nghĩa là điện mất. Điện trời mà nó xẹt mà sấm nổ âm mì đó, xẹt nó chết người ta đó, khi mà nó tan biến đó mà, chứ cũng không hề có mất. Và khi mà nó xẹt quần mèo vậy, có thể giết chết người này, giết cả trâu bò, gãy cả đổ cả cây to, sập nhà, rồi trong một giây, chưa tới một giây, một phần ngàn của giây gì đó, tan hại rồi nó không còn nữa, không còn nữa, nhưng mà nó cũng không hề có mất. Nó biến dạng vô trong tích tụ, trong mây, dưới đất, trong không trung. Thế thì con người tại sao mất được? Cho nên con người cũng không hề có mất. Tiền tế vô cùng hậu tế nên khác. Do vậy cho nên theo giới lý đạo Phật tu là tu cái gì? Tu không phải chỉ để cho đời sau đâu. Không phải chỉ để cho đời sau anh tu, anh không tu gì nó cũng còn thôi à. Nhưng mà tu là để ngay bây giờ, cái đời sống của ngay bây giờ. Nếu mà sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống nghịch chân lý, con người sẽ khổ vô cùng vô tận. Sống một cuộc sống vô cùng vất vả, vô cùng khổ đau. Cho nên giáo lý của đạo Phật là dạy cho con người, tạo cho con người một cái hạnh phúc, từ hạnh phúc ngang bằng với phước báo của con người. Và người nào có khả năng hưởng cái an lạc hạnh phúc ngang bằng với A-la-hán, người nào cao hơn nữa ngang bằng với Bồ-Tát, và thậm chí ngang bằng với cái an lạc, cái niết bàn của Phật. Đạo Phật phải xây dựng cho con người cái đó, chứ không phải là tu đạo Phật mà chỉ mong để cho đời sau không, đó là chưa hiểu đạo Phật, là chưa phải là người đạo Phật. Đó là tu gì của ngoại đạo tà giáo mà chưa có đi vào được Phật. Đây là trên đường tôi đi này, bữa nay em biết bắn mấy người. Đường mà cậu bố đi vô nó có cái sân vận động cho đó, thì sân vận động của người ta, của dân ở địa phương ta chơi nè. Nhưng mà cái đó là nó gần bên cái đám nghĩa trang của cái huyện Thuận An, tức là nói thiêu á. Chứ thì đem người ta nay tụ về đó cũng chắc cũng cỡ bao nhiêu ngàn người. Tôi thấy đông quá, xe hơi xe tiếp rồi có để chỉ tòa án rồi. Gì đó, xử gì đó không biết. Thế thì chạy hồi tôi thấy đông quá chừng qua đội, tấp xe vô bờ tôi hỏi ở địa phương tới gì, có biết bữa nay có việc gì mà có cái xử gì đó chỗ đó đông dữ vậy.
là nó sẽ bắn. Đấy, cuộc sống không có bao dài, mà nếu mà mình mà không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống ra chánh pháp á, là có mấy mươi năm mà có khi cái người sĩ bắn nó có bị 20 tuổi, có khi 30 tuổi, có khi 40 tuổi, chứ đâu có lâu lắm đâu. Vậy mà là không xong trong mấy mươi năm ngắn ngủi đó. Cho nên cái đạo Phật, Đức Phật thấy rõ cuộc sống của kiếp con người, nếu mà sống sai chân lý, sống ngược chân lý, sống trái chân lý, nó làm cho cuộc sống vô vị và đau khổ tràn ngập. Do vậy mà dạy cho con người một phương pháp sống là chánh, có an lành, có hạnh phúc ngang bằng với thế gian, đó gọi là nhân thừa Phật giáo. Có an lành, có hạnh phúc ngang bằng với phước báo của người cao thượng, gọi là người trời, gọi đó là thiên thừa của Phật giáo. Tôi xin mở cái ngoặc nha, thiên thừa không phải là thừa của các ông ở trên cái vòng trời xanh xanh đó đâu. Đừng có nói cái đó, hoàn toàn sai đó. Thiên thừa đây là đây nè, trong này nè, nhiều khi trời trong này ngồi đây đó mà các vị không biết đó. Trời đế thích, trời vẫn thiên, trời nhiều trời đâu mà. Thiên thừa Phật giáo tức là những cái người mà người ta có hưởng được vật chất tiện nghi mà người ta không do làm tội lỗi mà ra, do cái phước báo của người ta từ đời này qua đời khác cộng với phước báo hiện tại, người ta làm những việc rất bình thường mà nó lại có tiền, nó có của, nó có tiêu dùng tiện nghi mà ta không có vất vả, ta không do tội lỗi mà gây ra, và người ta biết đủ, người ta làm giàu cái mức cỡ nào đó rồi, rồi trong cái đồng lương, trong cái đồng tiền mình làm ra phân phải như vậy mà người ta sống. Thế thì cái người đó đó, họ có thể làm được bố thí, họ có thể trì được giới mà giới ngang bằng không chuyện thôi à, họ có thể tinh tấn trên con đường tu đạo, tinh tấn rồi nhẫn nhục rồi tu thiền định, lai rai thôi cũng đủ hạnh phúc đó, chứ đừng nói tu nhiều thì quá siêu à. Tôi lên rai thiền định để tư duy quán chiếu trong cuộc sống mà để mà ngăn ngừa, biết được cái lỗi của thân, của miệng, của ý để mà chặn đứng lại thôi, thì ta đã hưởng phước báo khỏi trời, gọi là thiên thừa Phật giáo. Ai mà nghĩ rằng trời là cái ông mà sinh sanh ở trên kia, sinh sanh nó có cái ông ở trên đó, là đều là ngu si, là giả dốt, là non nớt, là không phải là đệ tử Phật đâu nha. Không có cái ông nào trên đó hả? Bây giờ diễn giọng kính người ta đây, bây giờ đây nè, bên Mỹ nè, có những giọng kính mà nhiều nước đầu làm đấy. Ta thấy được cái là bề sâu hung hút là 176 triệu năm ánh sáng. Ánh sáng 300.000 cái số một giây mà 3 triệu năm ánh sáng, 167 triệu năm. Mà nghe không hề thấy con trời đã. Có phải thấy thiên thể này, thiên thể kia, hành tinh nọ à, mà không phúc xa xôi như vậy. Có những quả tinh bây giờ ta lấy đất được rồi mà ta chưa tìm ra sự sống. Quả tinh là thử tinh thì gần mặt trời mà rất đốc à, quả tinh cũng tìm được đất, chưa tìm ra sự sống. Mà giá như về những cái điểm li ti trên trời mà mình thấy đó, mà thật sự mà mình đi tới được, mà tìm được một người sinh vật ở trên đó đi nữa, mà nếu mà họ mà vẫn sống bằng cái kiểu vẫn còn đấu tranh, còn giết chóc, còn tham quyền cố vị, còn triệt hạ lẫn nhau, còn hận thù lẫn nhau, thì cái cõi đó cũng vẫn là phàm phu, ở đó vẫn là chúng sanh đang ở trong ta bà khổ mà không, chứ không phải là ở đi cao xa vậy đó là trời không phải, mà trời ở đây ở cái hàng không có. Tôi nói như vậy, tôi tin rằng là có nhiều người nói lạ, nói cái kiểu này là khó tin và có thể không tin. Nhưng mà không tin là không phải là đạo Phật. Chứ có trong kinh mà, nhất tâm cụ thập pháp giới, 10 cái thế giới của 10 cái loại chúng sanh ở trong tâm của ta.
Cho nên cái câu mà tôi thường nhắc cho học trò tôi trong các cái lớp học, câu này là tôi lấy của Khổng Tử thôi, mà trình độ của Khổng Tử mà người ta còn hiểu trời là như thế này nè: thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diệt, đô chỉ tại nhân tâm. Khổng Tử nói trời, tìm trời phải không? Nếu lấy lỗ tai mà nghe thì không bao giờ nghe được cái gì và có cái gì hết. Trong lục căn của ta mà nếu lấy lỗ tai mà để nghe, để tìm trời, có trời là như thế nào, là trời là cái gì, không có nghe được gì hết. Tìm trời bằng con mắt thì trời đâu? Thôi, Khổng Tử nói thì chỉ thấy tinh xanh thì không hề có trời nào hết. Mà không canh này, cái tinh xanh này ta gọi là cái bầu khí quyển. Tại ở xa quá rồi ta thấy cái tinh xanh vậy đó. Chứ kỳ thật là nếu mà đi hoài trong đó không bao giờ ta thấy xanh. Tại vì ta ở xa mà ta thấy nó thành xanh. Cho nên mà ta đi tới ngay cái chỗ mà hiện giờ mình thấy xanh đó, ví dụ mình đo đó là 1 triệu cái số, mình lướt đi lên trên đo đây số đó là triệu cái số, chỗ đó cái điểm xanh chứ vậy. Nhưng mà thật sự nếu mình dùng phi thuyền bay tới đó, chỗ đó không có xanh nữa. Cho nên là trời mà lấy lỗ tai mà nghe thì không nghe gì hết, mà lấy con mắt mà nhìn là chỉ thấy xanh xanh, chứ không bao giờ tìm có trời là cái gì, là ở đâu. Do vậy mà Khổng Tử nói là trời phi cao diệt phi diễn, mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không có âm, không phải cao đâu, không phải bay cao mà tìm trời có âm. Cho tới bây giờ cái chữ cao khoa học ngày nay người ta nghiên cứu ra, chữ cao còn không có, chứ đừng có nói. Người ta nói rằng là cách xa quá đất mấy trăm cây số, chứ không có nghĩa cao. Là vì qua đất của chúng ta nó không phải nó có cái bằng ở dưới này đâu cao. Nó là nó nổi như là cái bong bóng nổi như vậy đó nè, rồi nó quay với mà. Thế thì là lộn lên lộn xuống vòng tròn vậy, đâu có cái điểm nào gọi là cao. Chẳng qua là cái quả điểm của ta bắn ra ngoài cái quỹ đạo của qua đất đó bao nhiêu trăm cây số thì nó ra cái quỹ đạo khác. Thế thì buộc lòng là cái phi thuyền nó bay vòng hoài một lần trong cái quỹ đạo đó, cách cái đất bao nhiêu cây số, đất cũng không gọi là cao. Ở đây thì mình thấy mình phóng đi lên vậy, mình nói nó là cao, chứ kỳ thật không phải là cao, mà nó ra ngoài cái khí quyển của quả địa cầu. Do vậy cho nên ta nói khi cao diệt phi diễn, đồ chỉ tại trong tâm. Trời không phải cao, cũng không phải ở xa, mà ở trong lòng mọi người. Người nào mà sống ngang bằng với cái sự an lành, thư thả, giải thoát tự tại, ngang bằng với cái người mà tu thập thiện, thì đạo Phật gọi đó là trời. Nói vậy người ta nói, mình nói sao kỳ quá, giống như mới lạ quá vậy, giống như trời rơi xuống vậy. Không phải, A-la-hán là cái người xuất ly tam giới mà còn ngồi có hàng có hàng nghe Phật giảng kinh, thì tại sao lại là trời lại không có ở trong hội trường của Phật để nghe Phật giảng kinh? Hội Phật tại thế, Phật giảng kinh A-la-hán nghe có hàng có hàng, Tu Đà Hoàng có, Tu Đà Hàm có, A-na-hàm có, A-la-hán có, tại sao lại không có trời? Phàm phu có, còn trời là một đạo trong lục đạo, tại sao không có? Cho nên cái chữ trời mà phải nói cho đúng là cái kiểu Khổng Tử thấy, mà cái kiểu của tôi nói mới là cái trời của đạo Phật. Cho nên trời thì dài, ngồi có hàng có hàng, ở trên mặt đất này, ở trong gia đình của người ta. Đây, có thể là cho đó nãy mình nói gì xa quá cái gì vậy? Mình đi nó hơi rộng quá ha, rộng mà cũng cần, cần cái gì nói cái đấy à, giờ cần gì nói này à. Nãy nói nghe câu là tiền tế vô cùng, hậu tế nên khắc. Thời gian trước vô cùng,
sự vật không có hề mất, con người cũng không hề mất, nó biến dịch theo quy luật của trời, người ta chuyển biến không hề mất. Bằng cớ ví dụ như là phàm phu mà tâm thanh tịnh hơn, phàm phu ngũ giới nha, mà tâm thanh tịnh hơn là nó giờ mà làm không hề ai thắt công trái lương gì hết, nhịn đói nghe không? Mà nghĩ rằng là cái công lao sau này mình chết rồi mình mới hưởng được cái công lao đó, ở đâu có ai đưa mình cái lộc đó, trong khi đó bây giờ nghĩa là mình làm bậy không? Nếu mình làm tốt cái gì cho ai đó thì ta trả lương, ta trả công cho mình là mình hưởng an lành rồi. Nhưng mà mình làm cái việc mà không hề ai bằng lòng, cho nên mình không có lương, không có công, tương lai mình nhờ đòi nhờ nó là nhờ cái gì? Cho nên chỗ đó là chỗ sơ sơ vậy đó. Mà tôi đề nghị đại chúng tư duy là nghiệm kỹ để đừng bỏ sót những cái rất thường mà nó rất quan trọng. Nhiều người tu hành bây giờ không có gì trên cực khổ đều đặn, không đem lại cái an lạc gì trong cuộc sống, còn là lo âu và khổ sở cực nhọc, mà chỉ dành để cho tương lai chết rồi nhờ, làm sao có được. Giả lại nữa, cái con người của chúng ta, nói cái này nó rộng quá, thôi thì ngừng cho đó. Thế là tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc. Kiếp sống của con người là nói về thời gian trước là vô thủy, thời gian từ đây về sau là vô chung, chúng ta sẽ tồn tại vĩnh viễn thôi. Câu thứ ba là xuất thử một bỉ thăng trầm bì cực. À, cái câu này nó xác định một lần nữa là con người chết rồi có mất mát gì hết. Xuất thử một bỉ chết ở đầu kia, ở chỗ nào đó duyên nó đầy đủ, nó sanh lại này. Rồi nhân duyên ở đây tồn tại mấy mươi năm, khi mà nhân duyên nó chia ly, nó tan rã thì gọi là chết ở đây, rồi nó sanh vào một thế giới nào đó, hoặc là một con người nào khác đó, gọi là xuất thử một bỉ. Thành ra cái này là Phật giáo Tây Tạng á, giáo Tây Tạng thì họ theo cái đức tin của người ta tìm ra cái người xuất thử một quỷ, một chết mất ở Tây Tạng, mà họ tìm theo cái cách của người ta đó, mà ta tìm sao giờ có một ông lạc ma ở bên Tây Ban Nha, ta cho đó là ông lạc ma bên đây, là lạc ma thầy tổ của ta chết rồi qua bên kia, cho nên giờ ta mua, ta nuôi, ta xin cái ông đó về, ta nuôi nấng kỹ lưỡng để ta đào tạo cho nó thành một ông, để ta là vừa làm vua mà vừa làm thầy của người ta. Đó là theo cái kiểu xuất thử một bỉ của Phật giáo Tây Tạng, nó tin như vậy. Ta lấy cái chủng nào đó về ngày sinh, về tháng đẻ, về tướng mạo, về cái dấu vết gì đó, ta tin như vậy. Đó là ý tôi muốn nói về cái ý nghĩa xuất thử một bỉ thôi, chứ còn đối với tôi là tôi cái tin đó tôi chưa có xác định đâu.
mà vấn đề mất đây sinh kia, mất kia sinh đây, điều đó là điều chân lý của vũ trụ, nghĩa là sự vật không có mất. Người tại gia cũng như người xuất gia, kể cả Phật Thích Ca cũng không hề có mất. Nhưng mà mất đây để mà làm việc, để mà độ chúng sanh ở một nơi nào cần. Phật thì giống như ông bác sĩ vậy, chỗ nào có dịch tễ hoành hành thì bác sĩ lại đó mà làm cái hàng rào y tế để trị bệnh cho người ta, giúp giùm cho ta lành bệnh xong rồi thì mở hàng rào y tế đó mà đi chỗ khác. Đi chỗ khác thì cái người mà ở cái chỗ vùng bệnh đó, người ta thấy ông bác sĩ đi rồi thì mất rồi, nhưng mà kỳ thật ông bác sĩ đó không có mất. Ông bác sĩ đó đi làm việc cái chỗ khác, cái vùng khác có ôn dịch trăng rằm thì thấy có trăng rằm, 6 giờ tối có trăng rằm, 30 tối thì thấy trăng không có. Trăng không có, không có nghĩa là không có trăng, mà trăng lúc đó thì nó lại ban ngày. Nó có vào lúc 6 giờ sáng thì nó mới bắt đầu nó có. Do vậy cho nên cái ban ngày mình không thấy được ánh trăng, chứ không phải là không có trăng. Còn trăng rằm thì là 6 giờ chiều nó mọc, vì mặt trời, nó khuất mặt trời, cho nên là đêm nó tối, cái quả đất này nó thành ban đêm. Ban đêm thì mình mới thấy được có cái ánh sáng của trăng, mình gọi là có trăng. Còn 30 thì trăng 6 giờ sáng nó mọc, nó mọc cho tới 6 giờ tối nó mới khuất nửa trái đất của bề mặt trời. Thế thì người ta thấy gì là ánh sáng mặt trời sáng hơn, người ta không thấy được ánh sáng của trăng, người ta gọi là không trăng. Chứ kỳ thật không có lúc nào là không có trăng. Đức Phật cũng như vậy, xuất thử một bỉ, xuất hiện ở đây rồi nếu bạn ở kia. Còn chúng ta thì sanh ở trong thế giới này, thế giới nọ. Có thể ta là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi, có, cũng có thể như vậy. Hoặc có thể ta là trở lại từ Hà Nội sinh vào Nam, từ Nam ra Hà Nội, cũng có thể có. Dùng xuất thứ một quỷ. Thành ra cái vấn đề sinh tử đó, đối với Đạo Phật là không hề, không dạy người ta phải sợ. Nhưng mà sợ là sợ cái chữ thăng trầm bi cực. À, lên xuống mà lên xuống là chịu nhọc mệt vì cái vô minh, cái phiền não nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho cuộc sống không còn có ý nghĩa để sống. Cuộc sống mà người đời nguyền rủa, luật pháp xử tử hình, thế thì cái sống đó là gì? Mình sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống ngược chân lý. Cho nên là dầu cái lúc mà ta chưa có bắt bớ, ta chưa xử tử hình, cái người đó cũng không hề có một phút an lạc, vì sống trong sợ sệt, trong lo âu, không biết cái đường dây của mình, cái đảng của mình, cái phe của mình chừng nào sẽ bị lộ đây. Không biết có đứa nào nó sẽ phản với cái đường dây của mình, nó tố cáo một cái là mình chết liền tức khắc. Và nó, sự thật nó đã có, đang có và sẽ có, vĩnh cửu trong cái cách mà sống, sống nguy hiểm, sống tội lỗi. Rất sợ. Sợ cả anh em mình, sợ cả bạn bè mình. Nếu mà mình một cái ví dụ mình ăn cướp đó mà mình chia nó không đủ, bây giờ thì nó không dám nói ra, bởi vì nó là em mà mình là đại ca mà. Nhưng mà nếu mà mình làm nó vậy, đại ca mà làm không bằng lòng nó nhiều lần đó, thì là tại hạ là tố cáo thôi. Tại hạ tố cáo bằng một cái tờ giấy thôi, bỏ vô trong cái bao thơ nào đó là chính quyền ta theo dõi là tiêu thôi, là chết thôi. Do vậy cho nên là sống mà không có chân lý thì thăng trầm bì cực. Đức Phật ra đời vì thấy cái chỗ thân tầm bì cực của chúng sanh mà dạy cho người ta xa lìa được cái thân tầm bì cực đó. Còn vấn đề sống chết không có gì đáng sợ. Như Lai, mà Như Lai thì vẫn tồn tại như vừa nói, giống như trăng vậy, giống như sao vậy, sao ban ngày vẫn có đấy chứ. Xa hơi chút rồi. Quỷ thăng tầm bì cực, vấn đề xuất một, vấn đề sanh tử, vấn đề thăng trầm, đối với Đạo Phật không sợ, không đáng sợ. Mà sợ là sợ cái thăng trầm bì cực.
Bác Đại Nhân Giác có câu nên đa dục chi khổ, sanh tử vì lao. Tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thanh tâm tự tại. Cái người đa dục khổ lắm, sanh tử bị lao. Cái người đa dục chịu sinh tử một cách bì lao, bì lao là mệt nhọc vất vả đau thương. Còn cái người mà không có đa dục á thì cũng sinh tử nhưng mà không có bì lao. Những cái người ta đạt đạo, người ta ngộ đạo, chứng đạo, ta vẫn sinh tử mà không có bì lao, không có mệt nhọc, không có đau thương. Cho nên để ý cái chữ thanh tầm bì cực. Chứ còn đòi chấm dứt sinh tử không có đâu, nói nó sai. Tu hành để thoát ly luân hồi sinh tử, cái câu đó là cái câu trong cửa miệng của những người tu hành hay nói. Nhưng mà nói là có học kỹ thì nó khác, mà không học kỹ thì nó lại lệch cái mục tiêu hoàn toàn. Tu hành để thoát ly luân hồi sinh tử, thoát ly luân hồi sinh tử bì lao, cái đó mới cần thoát ly. Chứ còn cái luân hồi sinh tử là không thể thoát ly được, nhất định là phải sanh tử, tử sanh. Thiền sư Quyền Giác, một tác phẩm kinh khiếp tuyệt vời, gọi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sống chết không biết bao nhiêu lần mà đếm, mà kể đâu. Cứ sống rồi chết, chết rồi sống, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Ông đưa ra hai câu để làm cái bằng cớ. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiên. Điều mà tôi nói với đại chúng, tôi nói là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ đó. Đó là tôi nói. Nhưng mà tôi nói có chứng, có chứng cứ đàng hoàng. Ông đưa ra hai câu. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, thầy của chúng ta đã từng gặp Phật nhiên đăng hằng hà sa số kiếp trước, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Và riêng về những cái kiếp mà tu hành làm thiên nhẫn nhục đó, cũng đã nhiều kiếp chứ không phải là một. Điều đó nói lên rằng sự sinh tử du du vô định chỉ mà tôi nói đây. Tôi nói với đại chúng, đó là có chứng cứ. Cho nên là để ý cái đó. Khi mình nói mình tu để thoát ly luân hồi sinh tử, đó là thoát ly luân hồi sinh tử ưu quy khổ não, sinh tử bị lao, thì cần thoát ly, chứ còn cái sinh tử thì không có ra khỏi được. Không hết sinh tử được đâu. Nếu tu cái đời này mà hết sinh tử thì thành cái gì? Cái gì thành? Thành cái gì? Không có thành cái gì được hết. Muốn thành hòn núi cho nó vững chắc vậy ư? Đâu có phải. Núi nó vững chắc đó chứ còn không bao lâu nó sẽ trở thành biển cái chỗ đó. Mà chỗ khác nó thành núi. Đất mà nó chinh, nó nghiêng, nó sụp thì cái núi nó ra thành biển. Mà còn cái chỗ mà không có cái chỗ biển bây giờ nó có thể thành núi. Mà nó lồi những cái đá ghi lên thì nó thành núi. Cho nên là chấm dứt sinh tử là mình không còn thành được cái gì hết. Thành hư không? Thành hay không thì thành gì? Có gì đâu mà thành. Cho nên cái chỗ đó mà
mà cái bình dân á, người Phật giáo bình dân, người có lòng tin Phật, không có thì giờ để mà thiền, để mà tư duy mấy cái đó đâu. Mà không tư duy cái đó là cái ước mơ của mình đó, gọi là không tưởng. Cái tư tưởng nó không bao giờ hiện thực. Tu rồi không còn sinh tử, vậy thì mình thành cái gì? Trên đời này không hề có cái gì mà nó cứng khư, nó ngừng ngang đó được, mà nó phải chuyển biến liên tục. Tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, không có cái nào nó ngừng chỗ đó được. Mà mình đòi ngừng là ngừng sao? Trên chỗ đó là cái chỗ rất nhỏ, mà không học kỹ là học hết bộ kinh này qua bộ kinh nọ mà không trúng được nào mà. Vị miễn tam luân hà thời thâu tức, à, nếu mà mình chưa ra khỏi được ba cõi thì không bao giờ mà mình rời khỏi được cái sinh tử thăng trầm biệt cực hết. Chưa ra khỏi ba cõi là chịu cái sự sinh tử, sự thăng trầm bì cực. Vậy thì muốn sinh tử mà không bì cực, không bị lao, muốn thăng trầm, vẫn thăng trầm mà không bì cực, không bệnh nhọc khổ đau, thì cần phải ra khỏi tam giới. Còn nếu chưa ra khỏi tam giới, tức là vị miễn tam luân, chưa ra khỏi tam giới, thì sự thanh trầm, sự sinh tử của mình đó là luôn luôn là sinh tử bị lao đó, mệt nhọc vô cùng, đau khổ vô cùng. Thế thì là bây giờ làm sao để ra tam giới, và tam giới ở đâu để ra đây, đó là vấn đề. Cái này là học một cái từ ngữ thôi, mà học cho nó kỹ rồi nó lẽ. Còn bằng không là học tới 95 tuổi chết mà không hề có được lợi ích gì. Chứ tam giới này á, từ trước tới nay là tôi thấy giảng giải kinh điển nói không trúng chữ tam giới của đạo Phật. Hỏi tam giới là gì, người ta vẫn nói là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hoặc là có hỏi tam giới là gì, nó là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà tôi nhắc nha, ráng mà kiên cử một cái từ nha. Hỏi tam giới là gì, nó tam giới là cõi dục giới. Nói cái đó là không điểm mà nha. Tam giới là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, đó là ốc dịch à. Mà cái này là có những cái lần mà là viết bài cũng có người, bài thi này kia cũng có người viết như vậy. Chẳng hạn như lúc học còn non, còn thấp rồi ta viết vậy. Mà cái đó cũng là lỗi tại thầy giáo hồi dạy không có lưu ý người ta. Anh dạy bài bản là vậy, nhưng mà cái chữ nào cần phải lưu ý, phải nhấn mạnh chỗ đó cho người ta. Không nhấn mạnh chỗ đó thì người ta đọc qua vậy đó, rồi tới chừng ta nói lại không đúng. Cái bản nhạc mà mình đọc bản nhạc cũng vậy, bản nhạc thành vẽ cái mũi tên nó có ký hiệu, mình hát mình phải dựa theo cái mũi tên đó, mũi tên ta làm dấu vàng, mình hát là khúc này lớn nè, nhỏ nhỏ nè, rồi đây nè nhỏ nè, rồi nó đi lớn nè, thế thì là mình coi cái dấu này là phải theo người ta mà. Rồi có những cái chỗ này là cái dấu này là cái thăng này, có chỗ dấu giảm nè, phải làm dấu cho người ta. Sáng tác bản nhạc phải biết những cái đó, dạy học cũng vậy. Dạy học biết cái chỗ nào mà người ta có thể nói lầm lẫn chỗ đó, nhấn mạnh cho người ta.
Nhưng mà nói là nói vậy, chứ có khi có người nhấn mạnh là họ nghe vẫn bằng nhau. Chết từ chỗ đó nữa. Nhấn mạnh họ nghe vẫn bằng nhau, không thấy cái nào quan trọng hết. Thế thì cái đó là chỉ là nhờ Chúa phù hộ thôi. Phật thì coi như chịu thua, bất năng độ, vô duyên. Thế thì khi mà tôi hỏi tâm giới là gì, thì nói một là nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là mình nói theo trên từ Hán Nôm, nói bằng chữ Hán Nôm, tức là chữ Hán, nhưng mà mình đọc bằng cái âm của Việt Nam, tôi gọi là Hán Nôm. Còn nếu mình nói nghĩa bằng tiếng Nôm hoàn toàn, hỏi tâm giới là gì? Đó là cõi dục, cõi sắc, cõi và cõi vô sắc, chứ không bao giờ được nói cõi dục giới. Bởi vì dục giới là cõi dục rồi, mà cõi dục giới là thua rồi. Giống như nó nửa đêm gà, giờ tí canh ba, cha mẹ nó là đàn bà chứ không phải là đàn ông. Là nói nghe vậy nhăn vậy mà tự nhiên à, nó có cái một à, nó dư cái đống á. Giờ tí nửa đêm tức là giờ tí rồi, mà giờ tí tức là nửa đêm rồi, mà giờ tí nửa đêm cũng tức là canh ba rồi. Mẹ nó là đàn bà là đúng rồi, gì nữa chứ không phải là đàn ông, đúng quá. Nó nói nghe nhiều mà nó không có, nó không có bao nhiêu ý nghĩa trọi trên. Vì miễn tâm luân hà tài hư tích, chưa ra khỏi ba tam giới thì không có cái, không có lúc nào mà khỏi cái nạn thân tầm bì cực như vừa nói ở trên. Thế thì bây giờ làm sao ra khỏi tam giới đây? Tam giới ở đâu để ra đây? Đây vấn đề đơn giản, vấn đề đơn giản mà rất rất là thiết cận trong đời sống của ta đây, chứ không phải là, không phải là nói cái chuyện là quan đường, cái chuyện xa xôi ở đâu hết. Bây giờ trước nhất là cái mà của người tu hành cần sợ, cần sợ, cần xa lánh, cần hóa giải nó sớm chừng nào quý chừng ấy, là phải ra khỏi cõi dục cái đã. Cần phải ra khỏi cõi dục, trước nhất là phải ra khỏi cõi dục. Bởi vì đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, sanh tử mật nhọc đau khổ ê chề, ghê gớm là tại vì đa dục. Do vậy cho nên trong tam giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trước nhất muốn cho khỏi sanh tử bị lao, ta phải ra khỏi cõi dục cái đã. Thế thì cõi dục ở đâu? Khoanh dùng thử coi, nó thuộc về châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, hay là mặt đất, toàn bộ cả mặt đất, hay là ở trên tầng trời nào? Đó là vấn đề học cái chữ tam giới đó. Hay là tam giới nó ranh giới nó tới cái hành tinh nào, cái thiên thể nào, gọi là cõi dục. Đó là vấn đề là học cái đó đó. Tất cả những cái đó không cần nói, mà nói cái cõi đây là cái cõi của nhận thức, của tâm linh mọi người. À, chứ không cần nói về bình diện, về mặt đất, hay là liên hệ bao nhiêu hành tinh thiên thể để gom thành một cõi dục, không cần nói cái đó. Mà cái cõi dục là nó ở trong tâm tưởng của con người, do cái tư duy, do cái nhận thức của con người mà nó thành ra cõi dục, hay là cõi sắc, hay là cõi vô sắc. À, thế thì trên đời này ta đau khổ là bởi cái gì? Bởi vì đa dục như khổ mà, sinh tử bị lao là đa dục. Vậy thì cõi dục đó, dục gì? Dục tài, tức là tham muốn. Tham muốn vì tiền tài, danh lợi, địa vị,
sự nghiệp. Rồi gọi là đa dục, tức là tham dục vì tiền tài, vì danh vọng, vì sự nghiệp. Đa dục đây là tham muốn vì sắc, sắc dục. Sắc dục trong đó nó có hình sắc và hiển sắc. Có người đam mê tham dục vì sắc, trong đó có, nói về con người thì đó thuộc về nữ sắc, là một cái thứ rất là nguy hiểm. Vũ vô thiết tỏa năng lưu cách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Người xưa ta đã đúc kết như vậy. Những cái đám mưa dài, mưa dài, mưa lâu tận, nó không phải là khóa, không phải là khóa nội, khóa ngoại, không phải là lòi tối xiềng xích, nhưng mà nó kềm, nó giữ khách, không có về được, cầm khách ở lại. Kiểu vũ vô thiết tỏa năng lực khách. Sắc bất ba đào dị nịch nhớ. Sắc là tái cố khuynh nhân thành. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nguyễn Du Dịch là một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một và tài đành quả hai. Nhất cố khuynh nhân thành, liếc cái là đổ thành, liếc cái thứ hai là tan cả nước. Đó là cái kiểu của đắc kỷ của Bao Tử. Thành ra sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc nó không phải là sống thần, nó cũng phải là sống lưỡi búa, sống bàn đầu gì hết, chẳng phải là áp thấp nhiệt đới gì hết đó. Nhưng mà nó nhận chìm không biết là bao nhiêu rồi. Thiên khổ, thiên cổ anh hùng, giai tạ thử, bách niên đồng tác, nhất khanh tận. Cho nên dưới con mắt của những nhà đạo, thành ra cái nữ sắc, cái sắc đẹp của người nữ, mà nó không có học Phật đó. Chứ người nữ có học Phật thì đẹp cũng có sao. Người nữ không học Phật là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ngó một cái là nghiêng thành, ngó một cái là đổ nước. Thành ra là mà nếu mắt của nhà đạo mà ta tập nhìn là bì bao cốt nhục, nung quân quyết, tưởng tác kiều yêu quân hoặc nhờ. Nhưng có anh hùng, giai tả thử, bách niên đồng tác nhất khanh trần. Ta nhìn với cái sắc đẹp của một người, người ta thấy rằng là trong đó nó cũng như tất cả mọi người thôi. Nó cũng là, ta dùng cái đãi da, cái đãi là ngày thường thường mình đựng cái gì trong đó, coi nó lộn xộn vậy nhưng mà bên ngoài là vẫn láng liếc. Nó là cái đãi tốt đẹp. Thành ra kinh điển ta dùng chữ bì bao là cái đãi da. Nó chứa đựng 36 cái thứ vật, trong đó đại để là tâm can tỳ phế thận lục phủ ngũ tạng bàng quan tam tiêu đại trường tiểu trường đàm trắng đàm đỏ tóc lông răng móng gèn nước mắt nước mũi vân vân. Tổng chung lại cái danh từ của đạo Phật nó gọi là, ta kể tổng cộng lại là nó có 36 cái thứ gọi là tam thập lục vật, 36 thứ vật nha. Nó đựng ở trong một cái đại gia đầy máu mủ, đầy các cái chất nhờn, chất trơn, chất đỏ, chất trắng đủ thứ. Cái bằng nung quân quyết, bì bao cốt nhục, nung quân quyết, cưỡng tác kiều yêu bốn vật nhân. Nó gượng gạo, nó làm cái đẹp đẽ đó. Vậy chứ cái đẹp đẽ là gượng gạo á. Mà cái chữ cưỡng tác đó hay. Cái đẹp đẽ mà mình nhìn đẹp đẽ đó chứ nhiều khi cái đẹp đẽ nó không phải đẹp đẽ thiệt. Gượng gạo là do cái sự trang điểm, do sự cố bồi dưỡng bằng cách này cách khác,
Chứ mà thực chất ở bên trong thì nó có thể cũng là nó đi theo cái quy luật là sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, giống như ai vậy thôi à. Nhưng mà có thể nhìn rất đẹp, cho nên đây gọi là cưỡng tác kiều yêu. Chứ còn cái người mình nông dân chất phát làm ăn làm lũ thì cơ thể nó cũng đủ tam thập lục vật cỡ vậy thôi, cũng là bì bao cũng thuộc nung huyết vậy thôi, nhưng mà nó không có kiều yêu lắm. Còn như cái người mà là trao dồi trang điểm thì nhìn thấy kiều yêu thiệt đấy, nhưng mà ta dùng cái cưỡng tác nghĩa là gắn gượng đẹp. Cái đẹp đó là cái đẹp gắn gượng là do sự giả tạo, vậy mà nó có công dụng cuốn quật người, nó phỉnh phờ, nó lôi cuốn người. Thiên cổ anh hùng giai tạ thử là không biết bao nhiêu người mà đam mê vì sắc, chẳng hạn như Trụ Dương, chẳng hạn như là Trụ Dương là vì đắc kỷ mà tán gia dòng thân, dòng quốc dòng thân. Ngô Phù Sai vì Tây Thi mà cũng chết một cách nghĩa là rất là phí phạm cuộc đời của một ông vua ghê gớm, một vị ba chủ. Rồi thì nhiều người cũng bị lắm, mà trong đó là sách sử cổ kim thì những vua đó, U Dương, Trụ Dương, Ngô Phù Sai là bị, đó là anh hùng thiên cổ giai tạ thử, nghĩa là bị lúng sình, bị chết vì những cái nữ sắc đó. Nhưng mà bất niên đồng tác nhất khanh tật, nói bất niên là nói nghe cho nó đẹp vậy thôi, chứ kỳ thật là không có mấy người tới bất niên. Tới bất niên thì là cũng ớn lắm, hết đẹp rồi. Người xưa ta gọi là bất hứa gia nhân, đó bắt đầu cái người đẹp là đừng có để cho đầu bạc, chết trước lúc đầu bạc người ta mới nhớ dai. Ta nhớ hình ảnh đó, ta thương ta tiếc chứ mà để tới chín mấy tuổi rồi, tôi mới hỏi tâm hỏi tâm một vị chín mấy tuổi rồi chứ họ chết tóc không đây, đang để là cũng khổ sở cỡ không có lâu lắm, cỡ 6 tháng. Hỏi trước 6 tháng thì sao, trước 6 tháng thì tôi mắc cũng mấy năm. Hỏi trước đôi mắt có gì đó không? Nói dạ cái chân yếu nằm chỗ. Thế thì đại để mà nếu mà như vậy thì rõ ràng là đâu có thấy bắt niên gì đâu. Nó đi vào cái chỗ ma diệt, chỗ tiêu ma quả diệt đó mà. Bắt niên đồng tác nhất khách tình cuối cùng rồi là một cái hầm, một cái hố, một cái quan tài đầy bụi bặm nhơ bẩn giống như ai vậy à. Cũng là một gò má cổ khâu xanh rì vậy. Cho vậy cho nên là tham tài đó, là dục về tài, dục về sắc, dục về danh, tham dục về danh, đa dục mà. Có người ham danh dữ lắm, mà người ham danh thì để ý chút xíu là biết à. Tôi nói ví dụ như giờ có khi mình cái danh thiếp của người ta mình đọc mình thấy nó tới 7-8 chức à, in danh thiếp bây giờ mình thấy danh thiếp là biết à, 7-8 chức à, rồi mà cộng thêm ra nữa là 11 chức trong một cái danh thiếp à, thêm cái lạc vặt nữa chưa kể vô nữa là cộng ra 11 chức. Thế thì là mấy người ham danh là nó cũng chết gì, nó cũng dễ trong dục quá, trong dục giới á, danh. Rồi còn có người thì tham ăn tham uống, ví dụ như tham uống rượu cũng là dục đó, nghiện thuốc lá cũng là dục đó, tắc tệ hại hơn nữa là nghiện cần sa ma túy cũng là dục đó. Rồi ăn ngon, ăn đồ quý đồ đắt mới ăn được, còn bằng không là ăn không được, không sống nổi. Thế thì là dục thực à, thực. Rồi thùy tức là ham đua đòi nghỉ ngơi chơi bời thoải mái mà không có siêng năng làm lụng, không lo, không có đặt ý chí giải thoát giác ngộ gì hết. Thế thì là đâu có ngũ dục đó mà phân tách ra thì bà con dòng họ của những cái dục lạc đó nó còn nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà người nào mà đắm mình vào trong những cái tham dục đó thì người đó gọi là người ở cõi dục
À, chứ cái quả dục nó không có ở đâu. Cho nên trong cái nhóm của chúng ta ngồi đây mà cũng có người đang ở trong quả dục. Ngược lại, trong cái hàng Phật tử của chúng ta đây cũng có thể có người ngồi đây mà không phải ngồi trong quả dục. À, vấn đề là cái chỗ đó, không có làm cái chỗ đó. Cũng vẫn ngồi đây trong cái đạo tràng này mà không phải là ngồi trong quả dục. Ta ở quả sắc. Có người đang ở quả sắc. Nhưng mà còn có người thì ngồi đây mà đang ở quả dục. Có người tôi nói ví dụ như Phật tử tại gia, chưa xuất gia mà không ngồi trong quả dục. Ngược lại người xuất gia cũng có thể là người ngồi quả dục. Lẽ tất nhiên là cái người xuất gia mà ra khỏi quả dục thì cái điều kiện dễ hơn là người tại gia. Do vậy cho nên người xuất gia là ta phải cố tư duy, ta quán chiếu cảnh sắc nhắc nhở trong đời tu của chúng ta để ta phải ra khỏi quả dục. Phải ra khỏi quả dục trước người Phật tử tại gia thì mới quý. Vì người Phật tử tại gia họ là học trò, họ là đệ tử của người xuất gia. Vì vậy cho người tu là phải cố ra khỏi dục. Đương nhiên là theo cái thông thường á, thì muốn ra khỏi quả dục cũng phải có phát cái đại bồ đề tâm, quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì mới ra được. Chứ còn nếu không phát tâm mạnh mẽ đó thì dầu cạo tóc xuất gia cũng không ra khỏi dục được. Thế thì là ra khỏi quả dục là diệt trừ cái niệm tham dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thầy, hoặc là về hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Giờ bây giờ có dục, nếu như mình dứt được cái đó rồi là ra khỏi có dục đó, mà không cần bay cao, không cần nhảy xa, không cần bỏ cái đất nước Việt Nam, càng không cần, cũng không cần bỏ cái mặt đất này, mà vẫn là ra khỏi có dục. Bằng có Xá Lợi Phất, Phục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân, những vị đệ tử Phật A La Hán là người ra khỏi quả dục rồi đó. Đó. Thế thì chúng ta phát tâm mạnh mẽ, chúng ta xa lìa được ngũ dục là thì chúng ta là người ra khỏi quả dục. Bây giờ còn quả sắc là ở đâu? Quả sắc là gì? Chữ sắc đây có nghĩa là cái cõi mà vẫn có vật chất hiện hữu và cụ thể. Nói một cách rõ hơn là cái mặt đất, cái quả địa cầu mà ta ở đây. Có núi, có sông, có đất liền, có trời, trăng, mây, nước, có cỏ, cây, hoa, lá, có thượng cầm, hạ thú, có người vật. Trong đó có chúng ta. Đó là những cái cảnh giới hoàn toàn bằng vật chất cụ thể. Đó là quả sắc đấy. Sắc tức là cái cõi mà cụ thể hiện hữu bằng vật chất. Nhớ cái điểm này. Tất cả vật chất trên cái mặt đất vừa kể, ta cũng là một dạng vật chất trong vô số vật chất đó. Trong cái nền giáo lý căn bản thượng thừa của đạo Phật thì tất cả vật chất, không có vật chất nào là cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào. Cũng như người này không phải là nguyên nhân đau khổ của người kia. Người này không phải là điều kiện để người kia đau khổ, không có. Sự phát hiện tượng đối với con người cũng vậy. Duyên sanh nó như thế, nhân nó như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, tánh nó như thế, tốt nó như thế, công năng nó như thế, lực dụng nó như thế, của vũ trụ duyên sanh như thế. Không có cái nào là nguyên nhân đau khổ của cái nào. Nếu như chúng ta ở trong một cái tâm trạng mà sống đúng với cái chân lý thì ta tương quan tác động qua lại trong cuộc sống này, ta đừng làm đau khổ cho nhau. Ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói, vẫn nín bình thường mà ta không tạo cái điều kiện đau khổ cho nhau. Ta vẫn cùng thọ dụng vật chất với nhau, sống trong một cõi đời mà không ai làm khổ cho ai hết. Thế thì người đó là cái người đang ở trong cõi sắc. Tức là cái người đó có quyền thọ hưởng cái cảnh giới vật chất cụ thể
chứ không phải là ảo tưởng mơ quyền gì cả, nhưng mà sống một cách thanh bình an lạc. Mà nếu mà nói theo vật chất không Bác Lê là cái lý tưởng của các Mác Lê Ninh, ta gọi là thế giới cộng, thế giới đại đồng. Làm thế nào mà mọi người cùng làm việc, cùng thọ dụng giống nhau, gọi là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Cái từ đó là lý tưởng rất là đẹp. Chỉ có cái điều là làm thực hiện không có nổi, cho nên là mình thấy nó xa vời. Nó giống như cái từ mà xây dựng cái niết bàn ở tại đây, đạo Phật còn gọi là cái cõi này là niết bàn mà. Thân tại hải trung phương mít thủy mà. Ta đang ở trong biển niết bàn đó, đẹp lắm. Chỉ cần há miệng ra là uống nước ngọt. Và chỉ cần tỉnh thức là biết ta đang ở với cái biển nước ngọt, cái biển niết bàn an tịnh đấy. Nhưng mà phải hỏi chứ có mấy người mà biết há miệng uống cái nước ngọt và nhớ rằng mình đang ở trong cái biển nước mát của niết bàn đâu? Có, nhưng mà rất ít, cá biệt, chứ không ai thấy mình đang tắm trong biển niết bàn, và cũng không thấy mình là người cần há miệng để uống cái nước trong biển niết bàn mà không cần đi tìm kiếm nữa. Không có mấy người. Mà sự thật giáo lý đạo Phật là mình đang lặn hụp lội, chơi bơi lội trong biển niết bàn. Và nếu mình khát nước thì cứ há miệng ra mà uống là nước bổ, nước ngọt của niết bàn đấy. Chỉ cần mình tỉnh thức thôi là cõi này là niết bàn đấy. Nhưng mà cái đó thì khó làm lắm. Do vậy cho nên là bây giờ cái người học Phật tư duy quán chiếu là cái cõi này là từ con người cho tới vật chất, con người vật chất tới vật chất của vạn vật đều là tự tánh của nó là thanh tịnh giống nhau. Cho nên từ nơi đây mà sống một cuộc sống làm thế nào mà mình có an lành, có hạnh phúc mà không ai làm đau khổ cho ai. Cái đó ta gọi là cõi sắc đó, người đó là người sống trong cõi sắc. Sống trong cõi sắc nghĩa là sống trong cái cõi vật chất thực sự hiện hữu, cụ thể, chứ không có quan được. Và cũng từ cái cõi sắc này nè, tôi xin lưu ý đây nè nha, tất cả hàng thanh văn duyên giác từ nơi cõi sắc này mà tiến lên cho địa vị thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Chứ còn có dục quá thì là thuộc về phàm phu trai rồi, chưa đặt tới cái vấn đề hiền thánh gì cả. Mà muốn làm hiền thánh là ở từ cái cõi sắc. Mà cõi sắc có nghĩa là ở trên cái cõi mà hiện hữu, cụ thể, vật chất, mà ta không gây tạo nguyên nhân đau khổ giữa người và người, giữa người và mọi vật. Thế thì ta có quyền thọ hưởng tất cả cái gì trên cõi đời này có, vì đó là cõi sắc. Cho nên nói cái người tại gia cư sĩ mà ở nhà ta thọ dụng của tài sản của ta với cái việc làm lương thiện ra tiền của đó, do phước báo làm không có gì khổ đau cho ai mà có được của cải mà an lành mà thọ hưởng, đó là người ta sống trong cõi sắc này. Từ đó người ta có thể tiến lên cái phước báo của thập thiện là ta thành trời. Từ đó mà ta tiến lên ta quán về khổ đế, tập đế, ta quán về 37 phẩm trời đạo, người ta có thể thành a la hơn. Là dựa trên cái cõi sắc. Dựa trên cõi sắc mà đi lên. Đức Phật Thích Ca cũng từ nơi một cõi sắc. Ở trong hoàng cung cũng là cõi sắc. Đi ra ngoài khất thực từng ngày từng bữa mà ăn cũng là thọ dụng cái của vật chất. Và từ cõi sắc này mà tư duy, mà quán chiếu, mà thiền định để cho cái tâm nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý trọn vẹn, gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật. Từ cái cõi sắc này làm cơ sở đó. À, thế là vô đi cõi sắc. Đừng có đam mê, đừng có lưu luyến. Còn cái cõi thứ ba là cõi vô sắc là đâu? Cũng ở đây thôi. Ở đây thôi. Cái cuộc sống về đây nè. Mà nay cúng bà Chúa Xứ, bữa kia thì cúng tạ lễ Chúa Tiên, Chúa Ngọc, bữa nọ thì vía quan công, bữa nọ thì vía ông này, ông nọ. Bữa nọ thì với Ngọc Hoàng Thượng Đế, bữa nọ thì với Thập Điện Minh Vương. Mà chịu khó mà nấu chè, nấu xôi, mua bông hoa mà cúng đó, là cúng càng nhiều là vui đầu mình ở trong cõi vô sắc đó.
thầy. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sách, đường không túc sử, phi sông phi cốc cửa hải hà phòng, nhất đêm âu với lại sống chết chúng là nổi chìm, bông bóng bọt sanh diệt nổi chìm, nó là những cái hữu cùng sanh diệt nổi chìm trên cái mặt biển bản thể vô cùng. Cho nên sanh không gọi là sanh, không gọi là nhiều, còn nước không biển không nhiều hơn, mà sóng lặng nước biển không phải vậy mà ít hơn. Thế thì nó có mất mát gì đâu, đó là sự lặng hợp, sự nổi chìm lặng mọc của sóc mòi bóng bóng bọt trên mặt biển thẳng lặng vô cùng, có gì đâu mà mình cúng ông này ông kia lung tung bé. Có những ông cả trăm năm cả ngàn năm mà bây giờ mình cúng, cúng thì chuyện đó mình không có dám nói người ta, vì người ta không phải đạo Phật. Còn những cái người học Phật thiệt không có cái vụ cúng. Không có ông nào mà có quyền mà còn một cái hồn để ngồi đó thọ hưởng. Sinh tử du du vô định chỉ mà sự vật nó chuyển biến theo cái quy luật của thường vô ngã, mà nó trở thành sanh diệt, diệt sanh, làm sao có cái ông gì. Nhưng mà cái tập quán lâu đời của người xưa ta gọi là ăn trái với kẻ trồng cây, cắt nướng với người đào giếng, người ta nhớ cái ơn ông diệm gì đó, người ta lòng đền, người ta thờ, người ta cúng. Chuyện đó là cái chuyện của người thế gian, người ta làm mình không được động vô,